đây là nhau có cái ngọc ảnh. Ngọc ảnh này viết bằng tiếng Tàu, tiếng cổ. Không phải quốc trần làm một thiên tử mà không có ấn lệnh, không có kim bài đâu nha, phải có đầy đủ nó mới là chánh thức trong cõi hữu hình và cõi vô hình, không phải ai cũng có đâu nha. Năm 57 không có được. Ok rồi, nãy giờ nói nhiều quá, giờ hỏi đi. Công tắc bớt đèn. Nói đến hôm qua mà cũng tức là cũng đã có cái lần kia. Đỡ hơn chút. Hôm qua anh có nói đến hội Long Hoa mà cũng là thời kỳ phân tầng 2. Thì cái hội này là có thưởng có phạt. Người có tội là sẽ bị phạt, người có công sẽ được thưởng. Để đưa như là nhân loại vào cái thời kỳ mới, cũng là thời kỳ thánh đức. Thế thì có những người á, mà không đủ tội để mà xử, hoặc là không đủ công á, để được thưởng á, thì hội Long Hoa đối phó với những người này ra sao, số phận sẽ làm gì vậy đâu. Có cái sở thú bự á, thầy hay là Phật tử mà sư phụ có mấy sư phụ mà theo hộ mấy anh mấy thầy toàn là mấy thầy quốc danh á, có sở thú lớn lắm, vô đó là tự sản nghiệp lẫn nhau. Câu hỏi là những người này là cái nhóm là chưa đủ tội để mà xử phạt và chưa đủ công để mà được thưởng thì đi đâu hả? Đi vào một cái hành tinh khác, không được làm người cho đến khi nào qua cái thời vàng kim 3.000 năm. Tại cái thời vàng kim nó giống như trong nhà anh có 10 người mà chỉ cần có một thằng mà nó bị hơi tửng thôi là cả 9 người kia cũng bị điên cho nó. Cái thời vàng kim 8 tỷ người không, sau này rất là đông, có người sống rất là văn minh, sẽ vô hành vũ trụ. Mà nếu cái hành tinh này mà còn những người xấu thì homeless đầy đường như kiểu này không có nha, cướp bóc đầy đường không có nha, cà theo cũng không có nha, mafia cũng không có nữa. Thì những người đó mà đầu thai trở lại sống chung với thời bằng kim nó không có hợp, là vì trong cái lòng của họ là lửa, trong cái lòng những đứa con mà ngọc bích trong tương lai mà cha mẹ đặt xuống để mà lập lại một cái xã hội này gọi là thánh phàm đồng cư địa của ba địa cầu này á, là phải là người tốt hết. Tức là 10 người nhà là phải là người tốt thì mới có cái gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc có nghĩa là thời vàng kim, đúng không? Chứ vậy có một thằng nó tẩn vô làm sao vàng kim. Thì cái xã hội thời xưa, thời trong tương lai cũng là người tốt hết. Có người xấu nó xong không có thích hợp với cái thời vàng kim. Cho nên ai mà hôm nay đọc kinh Thiên Tâm mà hiểu về cha về mẹ sẽ được dự hội Long Hoa, sẽ vào thời vàng kim để tu để mà thành Phật một kiếp người. Còn những cái người mà hôm nay không hiểu thì họ sẽ giống như đi thi mà bị rớt. Đi thi bị rớt thì họ phải chờ lại một cái kỳ thi kế tiếp, là nó sẽ đảo lộn lên 30 mấy nghìn năm sau. 30 mấy nghìn năm sau không biết có kịp thứ nhì tái xuất hiện nữa không, có nghe. Quải lắm mẹ, cái này là kiếp chót. Tại vì một vị mà đặc biệt như chuyện người xuống đây nói tiếng người mà nó rõ ràng như vậy mà họ không hiểu thì trong tương lai những người khác nói chuyện không hiểu, không có rõ làm sao ta hiểu được. Cho nên rất là khó. Thấy anh chồng có đội quân đó, tại vì anh còn hỏi luôn quân trong cái đội quân mà phải đi qua thành tinh khác phải chờ. Nó có cái trạng thái gọi là trung chuyển. Con người có thể ở đó mấy nghìn năm. Hôm nay những người cổ của cái quả địa cầu này thời xưa đó, trước khi thời giống như trong hãng kiện có thằng làm chief supervisor mà nó cũng lì lợm lắm, mà nó không có hiểu về tâm linh. Cái bữa coi cốt nó là gì, à thì ra mày là một loài voi, mà loài voi của 10.000 năm về trước của quả địa cầu này hôm nay được cha cho tái sanh lại để mà có giống như dự cái khóa thi này á, hiện giờ mình đang khóa thi. Thì anh nó không có hiểu tâm linh,
Thời xưa đâu có Phật, đâu có gì đâu. Những cái gì hôm nay mình ngồi mình nghe đây, nó nằm trong trong cái lại gia thức. Rồi mình hiểu về Phật, hiểu về nghiệp nhân quả đó, nó sẽ mang theo cái lợi lạc cho cái kiếp kế tiếp. Trả lời câu của anh hỏi là có sở thú. Một là vô sở thú, hai là đi chỗ khác chơi. Trả hành tinh này lại cho những người tốt. Chứ là thời vàng kim không có chuyện sống lẫn lộn như thời nay. Thời nay là cha mở kỳ thi mà người xấu cũng có được sống chung với người tốt. Cho nên anh bước xuống lầu anh sẽ gặp người xấu nhiều hơn người tốt. Không ai giúp ai hết à. Câu kế thì thôi hay nói tiếp thôi nè, nhưng mà có ra hơi tế một chút cho cái thế hệ trẻ. Cái thời đại mới sẽ là thời đại của thánh đức và những người tốt không? Như vậy phải chăng cái xã hội tương lai sẽ không có cảnh sát, luật sư và bác sĩ? Đó, mình bỏ 10 triệu xây cái tháp này để mà rước hết mấy chục triệu dòng linh ngày hôm nay. Cái đó này năm 2017 mà lúc thời đó chính quyền Việt Nam cũng cho xây. Nó không có bây giờ đó là mình không có chết nhiều gì đâu. Tại khi cái dâm hồn họ mất á, họ bay lãng đãng đầy hết. Rồi họ kéo người thân của họ theo. Họ kéo người này, kéo người kia. Nên cái tháp không có ra đời. Tháp thiên và tháp thiên. Anh hỏi em tương lai cảnh sát không hả? Kinh nói thì như vậy, nhưng mà cái giai đoạn nào năm nào không biết. Nhưng mà trong tương lai con người của mình nó không có xà, không có cầm tiền, cầm bóp nữa. Chỉ cần một cái dấu tay hay một cặp mắt của mình thôi thì mọi thứ điện tử không à. Rồi đâu còn ai dám làm tội phạm. Hôm nay nó giết người thì không ai biết nó. Nhưng mà sau này con người bắt đầu học Phật, người ta có bắt đầu mở thiên nhãn thông, nhĩ thông ra nhiều. Không có chuyện mà nghĩa là không có người là người ta tôi trốn được tội, không phải vậy. Tương lai mình làm gì á là nó có cái track á. Anh nên tìm hiểu sắm cơ, rồi nghiên cứu kinh điển rồi nhiều. Rồi anh hỏi là giống như Vương Tung gì đó cao đồ. Hỏi đi. Xin điều sư phụ, thử xin phép sư phụ quốc tế thông báo với nhiều cái này. Trong tôi làm theo đó là tổ Phật dạy và cái gì cái kiểu này. Thứ nhất, nếu không có thái tử mà sinh một hòa thượng đế thì chúng ta không còn nữa. Là thứ nhất, Ngài có nói trong 2000 năm sự biến thất sơn, biến thiên, biến địa, biến nhân thay đời. Nếu không có thái tử mà chứng sinh với ngọc đế thì là chúng ta không còn nữa. Khoan, nó ngã mạng quá, con bị chút chửi tiếp. Cái đó là bốn cái bài của Đức Thầy để cho Ngài dở. À, cao độ đâu phải Đức Thầy đâu, dở cho mình. Chưa, mình lặp lại cái lời của Thầy thôi. Mình không xin phép Thầy quý vị nha. Cái đó mình nói góp mở mở. Người nào có duyên hiểu gì sắm cơ thì người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà cái chính trị cũng vậy thôi à. Cũng giống như ai cũng biết là ông Trump bị ăn cắp lá phiếu, nhưng mà ông đâu có cãi được. Đúng không? Cũng giờ ai mà không biết chuyện là người khóc trên cha là minh dứt. Nhưng mà cái bài lập lên và được tuyên dương và được recognize và thừa nhận. Tại vì cái này là cơ trời là do Đức Thầy hiện giờ lo cái màn này. Thì Ngài là người chỉ con là minh dương, hay là con là pháp dương, hay là con là cái gì. Nhưng mà trước mắt đó, thì có gì biết chuyện là gì rồi. Lập một cái đạo đâu phải là chuyện bình thường lập được. Nên nhớ có người trên mạng hỏi sư cô Bồ Tát Sư có phải là Phật Di Lặc không? Nó không phải. Hồi xưa cả đám đệ tử phải lên núi Thiên Long Sơn qua phỏng vấn chị với một đống camera chỉnh trọng lắm, mấy chục cái camera quay đài truyền hình nữa. Nó không, cổ như là một sư cô tu ở chùa
Nam Ý hôm nay thì có chút về Phật pháp cũng là tốt chứ không có gì. Cho nên cái gì ra cái đó. Chẳng qua là người Tàu nó không có giống người Việt mình. Cái số lượng họ đông trên thế giới lắm. Gần quả mình nói 1 tỷ hay mấy, nhưng mà cộng lại Đài Loan, cộng lại những người sinh ở Mỹ này còn mấy tỷ người, cho nên một người mà có gốc người Hoa thôi là họ có tiền, nó nhất là bên Đài Loan họ đưa lên trời luôn vậy ạ. Tiền mà truyền thống thôi. Còn chuyện này vô phước sinh ra nước Việt Nam nghèo mà lại đấu đá lẫn nhau nữa, một tiên tử của nước Việt Nam rất là lỗi lạc như vậy mà bị dìm dưới ống cống tối ngày, dìm gần mấy chục năm dưới vũng bùn, giống như là ba sen bị dìm bùn vậy đó. Bởi vì mình nói lên lời nào thì cũng cho là văn tử, cũng cho là vị đông. Còn Lý Hồng Chí nhìn là biết chỉ là giảng đơn giảng cốt chứ đâu có thoát luôn hồi sinh tử đâu, mà họ cũng nói là Phật Di Lặc, hiểu không? Rồi thì có một linh sư chỉ trì ta dạy người ta ngồi thiền ăn chay thôi, cũng không có lập cái đạo, cũng không có thoát luân hồi sinh tử. Nhìn là biết phải có chánh kiến. Chẳng có nước Việt mình nghèo, rồi người Việt ăn hiếp người Việt. Ở nhà có ba anh em thôi mà hai thằng đứt lộn nhau có nhà. Người Tàu ta đâu có làm vậy. Gặp chuyện này á, mà sanh Nga bên Tàu chắc có giờ ở chầu nó làm ra mấy trăm bốn phiên luôn á. Đâu ngồi nó chửi. Người mình hôm nay vẫn còn chửi chị á, người ở nước Việt á. Quý vị có câu thấy buồn cho nước mình không? Vô minh là vì zombie mà bị nhồi sọ lâu quá, không còn cái nhận thức đâu là chánh, đâu là tà nữa. Thế nên mấy vị nói hả, con mà không xuất hiện á chừng 5 năm sau thôi, người Việt Nam thành đồ đồng, đồ đá. Phật mà có hiện trước mặt, Chúa xuất hiện trước mặt, Đức Thầy xuất hiện trước mặt, nói chuyện nào họ cũng không tin hết. Đây không còn cái nhận thức nữa được. Cũng giống như cái thằng nhóc ngày qua má nó mà nói chuyện nó đâu có nghe đâu. Nó đứng đây nó cười cười đó. Thì Việt Nam mấy đứa trẻ cũng gần giống như cái thằng ngày hôm qua bị bệnh đó, kêu bệnh gì ta, Alzheimer hả gì? Bệnh nerd. Thì đa số tôi trẻ những cái ham vui, rồi nó ham hầm hồ, nó ham hung dữ, rồi không có lòng từ bi nhiều nữa. Thấy có một cái bà bán bắp ngoài đường đẩy xe đạp vậy mà nhỏ đó mà quýnh hoài biết nhiêu người can, nó cũng giận quýnh bà. Tại vì khi mà con người mà angry lên đó, nóng giận lên đó, họ chỉ xả giận thôi, nhưng mà lúc đó mà lỡ như mà ở đó mà bén nhọn đó, là cái bà bán bắp nó chết đó. Mấy vị có coi cái YouTube không, ác dễ sợ đó. Con người mất nhân tâm như vậy. Còn bây giờ bao nhiêu trò chơi của mấy đứa nhỏ Việt Nam gì, thấy đóng mấy thằng á nằm đưa cái đít lên, cái nhỏ con gái thì nay giờ nhảy lên cái đít rồi hãy hãy gì đó. Mấy vị thấy có thấy kỳ cục không? Rồi bao nhiêu cái trò chơi rồi để chích nghịch cái mấy thằng trai nó lựa mấy cái gì gọi là quái đản không? Cái xã hội bây giờ như vậy. Còn lời Phật nói, lời Thánh nói thì nó cho là đồ điên. Còn mình nói với tụi mày á, sắp thành zombie hết. Tại lúc đầu cứu tụi mày mà tụi mày cứ cắn ra ra hoài. Phim giống như I'm Not Alone vậy á, thằng Richard, thằng gì đó, ông phim mà bên New York á, toàn là một đống bị trúng thuốc á, nó là Mỹ Đen á, tên gì ta. Có phim Alone hả? Nguyên cái thành phố New York cái bị bệnh hết á, cái thành ra mấy cái người điên dại hết á. Cái gì ta, ai nhớ phim đó không? Cái thằng Mỹ Đen đóng với thằng chó đó, giống như bị Covid gì đó, cả thành phố New York vắn tèo đó. Dũng nhớ phim đó không Dũng? Ở phim gì nó không phải là Đại Quốc. I'm Not Alone hả? Rồi cuối cùng nó tìm ra được cái loại thuốc mà để cứu cả một cái thành phố New York á. Nhưng mà nó cuối cùng nó cũng bị mấy người đó cắn chết. Tức là chó nó đầu tiên là bị cắn, tại vì tất cả thành phố New York bị nhiễm cái đó. Nó không còn nhận thức nữa, nó giống như là quỷ rồi, giống như điên dại rồi. Rồi cái thằng nhà bác học này mới thương, mới một mình nó mới ở lại để tìm cách để mà cứu, để mà chữa được cái chứng bệnh đó. I'm Not Alone.
À, đó khỏi đi, khỏi phiền anh nó lo. Thời kiếp này cũng như vậy, anh nó lo. Mấy đứa tên gì ta? I am a legend hả? Ờ, phiên đó là I am a legend. Legend là L-E-N-G. E-N. I'm the legend hả? Ờ, mỗi lần á, hôm xưa coi phiên đó, trời ơi sao mình đóng thằng này quá ta, có mình giữa thế giới quá trời khủng khiếp này vậy. Mua thiên long sơ á, bữa kể rồi, 8 bề thỏa địch. Cũng may được mấy đứa con ở thiên hôm nay cũng có chút xíu còn chút chánh kiến. I'm the legion. Thì chỉ biết được là người nào đưa mình lên cao, người đó sẽ làm mình té đau. À, còn à, ai là Minh Dương ai khóc để cho tự động ta suy nghĩ. Còn ở đây, đây lên mạng nó tùm lum lung tung cao đồ cười. Nhiều khi mình để là ABC cho người ta check phải không, à, điểm gì để cho thấy tự như mình nói bất mở mở được rồi mới độ được rồi, còn không bất mở mở cũng khó độ đó. Đây trong thâm sâu cái thằng mà loại thứ nhất mà cầm mã tấu á, nó cũng tin có trời Phật. Nhưng hồi nó suy nghĩ lỡ ông này ổng là thánh nhân thiệt thì sao ta, đúng không, nó cũng phải suy nghĩ một chút. Thì cho nên bây giờ lộ ra thêm chút chút là vậy thôi. Gần như mấy anh kiếp cận, mấy anh kiếp cận lâu lâu cái nó nói ủa ông Einstein là sư phụ của tôi, đây bên hồi xưa nói khỉ là con người là sư tổ của tôi, mà mấy người đó đều sai, đều nói là một phần chỉ là phân tách được có 1% của Phật giáo. Chị tôi giờ tôi kiến cận tôi đâu có thái gì, lỡ như chuyện đó là thánh nhân rồi sao ta, họ cũng phải mệt đúng không. Cho nên năm loại ngày qua mình có để trên mạng đó. Còn sân trước sân sau cũng vậy, chức quyền cũng vậy, lỡ như chuyện nó thánh nhân, nó nói chung cộng chia năm sẽ bảy, mà lỡ Trung Cộng chia năm sẽ bảy, mà tôi bây giờ tôi đi bưng bô Trung Cộng, mà tôi đi bán nước cho Trung Cộng, không biết sau này tôi sống nổi với dân tôi ta. Đúng không? Nó phải suy nghĩ một chút. Lỡ đâu nó bậy chúng bạn, nhiều lúc trong phim hay ở ngoài đời cũng vậy. Quý vị nhìn thấy á, những đứa con nít á, nó thật tình như thế nào, Kiệt này cũng thật tình với quý vị như vậy đó. Kiệt là Bồ Tát, không có nói thêm nói thừa để mà mang cái khẩu nghiệp đâu à. Không có cần phải tốn biết nhiêu tiền làm núi Thiên Long Sơn, hôm nay còn đi chế thì không có. Chẳng qua những chuyện siêu nhiên con người không có hiểu thì mình cũng không hận, mình ngồi mình nói cặn kẽ giải thích, không có lý do gì phải làm vậy á.